rồi thật phai. Và thế là kết thúc đi cuộc tình đôi ta. Em nói rằng mình không còn hợp nhau nữa anh à. Tận đây lòng níu kéo em xin đừng rời đi. Câu hỏi cuối cùng thanh xuân trong em anh là gì? Hãy tự yêu và thương khó quá. Yêu đậm sâu rồi em cũng xa. Thương để rồi lòng đau xót xa. Khi tình ta giờ chia hai ngả. Biết là trong lòng đau thế mà. Biết là anh chẳng còn thiết tha. Người từng là tất cả giờ xét nhau như kẻ xa lạ. Bao khổ đau này anh giữ lấy. Cho dù em giờ đã đổi thay, mà em nào có ai lại đắm say vui bên người ấy. Để mình anh quên yêu chốn này, chốn nỗi đau cùng trời xa. Thank you.
cho anh được nhanh tay em lần cuối thôi. Để rồi ta chia tay trọn một đời, đến vội vàng để rồi ta xa nhau. Anh đau nhói trong cơn đau cao xe, đừng vội quay đi mà em, để con tim của anh nhói đau. Có lẽ anh đã không thể mang đến được hạnh phúc. Chia tay đến nay em ổn không, còn anh bên đây nhói nhau trong lòng. Từ khi em đi em có biết không, từng dòng ký ức cứ theo đêm về, ngày dài lê thê quên em anh chẳng thể đi. Dù trong cơn mơ vẫn thầm gọi tên, đến một người giờ chẳng ở bên. Giờ người nơi phương xa ấy có biết anh đang rất đau khi nhìn thấy em đến sau, mỗi người đùa bên nhau hạnh phúc như vậy. Nhưng điều ấy anh không muốn thấy. Từng lời ngọt ngào trên môi anh vừa yêu mãi anh thôi. Giờ còn đứa đâu em đã quên rồi. Thành lòng người thay đổi để anh ở lại. Rồi về bên nơi đắm say trọn vẹn tương lai. Giờ người nơi phương xa.
Anh có lỗi làm em thấy ưu phiền để người thương.
biết thế giới là gì. Khiến em luôn thận thận, chính em cũng hỏi thế giới tình là gì. Bỏ hết thế giới là vì chàng, khiến em luôn thận thận, chính em cũng bất ngờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vui buồn trong tâm trí.
em vẫn yêu anh đến lúc này. Mới hôm qua em vẫn nhìn thấy anh mỉm cười như thế. Nhưng hôm nay anh đã khóc vì ai? Thank you.
con trai em giống cha mẹ đang đứng chờ đánh cay muối cầu đông đứng đợi ca đưa.